Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của X-Studio. Và trong bản tin X-News ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, bên cạnh dòng máy Galaxy S mới nhất mà Samsung đã mang tới tại Unpacked 2019 thì Samsung cũng đã khai sinh một thiết bị hoàn toàn mới khác có tên là Galaxy Fold. Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung và cũng là thiết kế mà hãng này cho làm hình mẫu của smartphone tương lai. Tuy nhiên, nếu như Galaxy S10 được tung hô bởi nó là smartphone cao cấp hiếm hoi, còn lại vẫn giữ jack cắm tai nghe, thì rất tiếc là Galaxy Fold lại không có nó. Thậm chí là chiếc smartphone này còn bị loại bỏ luôn cả khe cắm thẻ nhớ microSD. Như vậy thì chiếc smartphone tương lai của Samsung thiếu vắng đi hai thứ được cho là rất hữu ích với người dùng hiện nay. May mắn thay là Samsung cũng đã có giải pháp cho việc này. Trong buổi thuyết trình ra mắt sản phẩm, đại diện của Samsung cho biết trong hộp của Galaxy Fold sẽ được tặng kèm một tai nghe mới mà các bạn sẽ biết thêm thông tin ngay sau đây. Và không lâu sau thì Samsung ra mắt chiếc tai nghe True Wireless Galaxy Buds. Dù vậy thì nó cũng cho thấy rằng về tầm nhìn dài hạn thì việc Samsung loại bỏ những chuẩn cũ như jack cắm tai nghe 3,5mm hay khe cắm thẻ nhớ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và Samsung đã có những bước chuẩn bị tâm lý đầu tiên cho người dùng, ví dụ như việc kèm tai nghe Galaxy Buds cho người dùng Galaxy S10 hay việc Galaxy S10 đều có mức bộ nhớ trong khởi điểm khá cao là 128GB. Rồi một lúc nào đó, jack cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ sẽ biến mất trên dòng Galaxy S, cũng như câu chuyện về nắp lưng hay là pin có thể tháo rời vậy. Vấn đề của nó chỉ là về thời gian mà thôi. Như các bạn cũng đã biết thì dạo gần đây chương trình giảm giá 550 đô của Samsung nếu như bạn mang iPhone để lên đời Galaxy S10 đã chính thức được triển khai rồi. Động thái này thì cho thấy sự cạnh tranh gay gắt của ông lớn xứ Hàn với Apple, đặc biệt là trong bối cảnh doanh thu của Apple đang sụt giảm nghiêm trọng với bộ 3 mẫu iPhone mới ra mắt. Chương trình sẽ cho phép người dùng đổi iPhone X, XS, XS Max hay iPhone XR, kể cả iPhone 8 hoặc 8 Plus sang phiên bản Galaxy thế hệ mới với mức giảm tối đa lên tới 550 đô. Những người sử dụng mẫu iPhone thế hệ cũ sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau, gồm iPhone 7, 7 Plus là 300 đô, 6S, 6S Plus là 150 đô, 6 và iPhone 6 là 75 đô. Ngoài ra, thì khách hàng sử dụng các dòng máy Samsung Galaxy S, Note 9, LG V40, Google Pixel 3, Pixel 3 XL đều sẽ được phép lên đời Galaxy S10, cũng với mức giảm là 550 đô. Tùy với tình trạng của từng máy mà Samsung sẽ có các chính sách giá khác nhau. Và chương trình đặt mua những chiếc Galaxy S cũng đã chính thức được diễn ra tại rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam nữa, với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn như là tai nghe không dây Galaxy Buds, rồi là bao da chính hãng và loa Bluetooth. Trong khi Samsung hứa hẹn sẽ mang tới thị trường nhiều thiết bị mới với những cái cải cách vượt trội về thiết kế lẫn tính năng như là Galaxy S10 vừa qua chẳng hạn, với khóa phân tay siêu âm nhúng trong màn hình cảm ứng, hoặc là Galaxy F với màn hình cảm ứng có thể gặp lại được, hay là tai nghe Buds không dây hoàn toàn, thì những thông tin về iPhone thế hệ 2019 tới đây thì dường như vẫn còn khá là u ám. Nhiều chuyên gia cho rằng thế hệ iPhone 2019 này sẽ có bề ngoài không khác gì với iPhone XS Max hiện tại, mà trong khi iPhone XS Max thì cũng chỉ là phiên bản phóng to của iPhone X năm 2017 mà thôi. Các tin đồn cho thấy rằng cần phải tận tới năm 2020 thì Apple mới mang đến những cải tiến vượt trội trên iPhone của mình. Và như là hiện thực hóa ý tưởng về iPhone 2020 thì mới đây nhà thiết kế Hassan K-Mark đã đưa ra bản dựng đầy độc đáo về chiếc iPhone 2020. Theo những hình ảnh video được đăng tải thì iPhone 2020 sẽ có thiết kế tràn viền hoàn toàn với hai cạnh trên dưới đều tràn cạnh, không tai thỏ xấu xí, chỉ còn lại màn hình cảm ứng với tỷ lệ chạm ngưỡng 100%. Toàn bộ khung máy được làm bằng kim loại nguyên khối và mặt sau ốp kính. Trên module thì một camera selfie đơn và một cụm camera chính gồm 3 ống kính và dường như chưa rõ cách thức làm việc hoặc liên kết với iPhone như thế nào. Tuy nhiên là có thể thông qua từ trường tương tự cách thức sạc không dây hoạt động. Và mong rằng trong tương lai thì Apple sẽ mang concept này lên iPhone của họ để mang tới những cải tiến đột phá cho người tiêu dùng hơn và có thể cạnh tranh gay gắt hơn với các chiếc smartphone khác trên thị trường di động hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X-Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!